Có rất nhiều bạn hỏi là cái kiểu tóc này của mình đang để là kiểu tóc gì và nó có dễ tạo kiểu hay không, và mình xin trả lời luôn, kiểu tóc này của mình đang để là kiểu tóc sai pat rủ và nó rất là dễ tạo kiểu đối với những người có cái phần chất tóc thẳng như thế này. Còn nếu như bạn nào có phần tóc xoăn thì mình nghĩ là nên đi duỗi ra, hay là hai bên side chỉa ra như thế này, không được ưng ý thì nên đi ép side vào nhá. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Bước đầu tiên thì bạn phải xả cho cái tóc ướt đã nha. Bước thứ hai là bắt đầu chia ngôi này. Thường thì mình sẽ để ngôi 64 rồi lấy điểm đầu của lông mày gióng lên, sau đó rồi phân chia hai bên side rõ ràng, rồi cứ thế mà sấy thôi. Khúc này là sấy hơi lâu nên là mình sẽ tua nhanh một chút nha. Và mọi người nhớ đừng để cái mức nhiệt nó nóng quá, không hỏng tóc đấy. Cái bước này sẽ quan trọng một chút này, là mọi người sẽ phải lấy cái phần side muốn rủ thì sẽ lấy cái phần tay kẹp xuống và sấy một lúc thôi. Đây là chưa vuốt sáp nha, mà nó đã có cái form như thế này rồi. Hôm nay thì mình sẽ dùng em Glanzen này, cỏ bằng nhôm màu đỏ, nhìn trông cũng xịn xó. Chất sáp của em này cũng khá là đặc. Khi mà phi lên tay thì mình sẽ cảm giác là nó sẽ có một vài cái vết sạm, nhưng mà khi mà mình xoa đều một chút thì nó lại mịn ngay. Mình thấy đây cũng không phải là một cái điểm yếu của em Glanzen này, mà cái mùi này rất là thơm nha. Rồi cứ thế mà lấy tay cào làm sao cho sáp dính hết vào tóc thôi. Mình thấy em Glanzen này mặc dù là clay wax nhưng mà vẫn có thể luồn tay vào để có thể tạo kiểu được nhá, nó không bị rít. Độ phồng của tóc cũng rất là ổn định, thế nên là để tạo được cái kiểu style pat rủ này nó rất là đơn giản luôn. Như thế là xong rồi. Với em Glanzen này thì bạn nào có chất tóc mỏng hay là chất tóc dày thì vẫn có thể sử dụng được. Nói chung với cái chất lượng sản phẩm như thế này thì mình thấy ok.